nhiệt căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Rabotino sẽ thành nồi hầm mới sau Ilovas 2014 và Debasevo 2015. Ukraine tuyên bố không đàm phán hòa bình với Nga. Nga trưng bằng chứng tố phương Tây liên quan xung đột Ukraine. Nga xếp lốc ô tô lên máy bay chiến đấu để đánh lừa tên lửa Ukraine. Tình thế của Nga và Ukraine ở mặt trận nóng nhất hiện nay Nga hạ máy bay không người lái Ukraine đưa ra cáo buộc mới Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố vỡ nợ Chiến sự Ukraine, sự vắng mặt của ông Putin, Tập Cận Bình có tác động gì đến hội nghị G20 sắp tới? Ngoại trưởng Mỹ thăm Kiev, Thủ tướng Campuchia nói về chiến sự ở Ukraine. Rabotino sẽ thành nồi hầm mới sau Ilovas 2014 và Debasevo 2015. Theo giới chuyên gia, việc tiến sâu theo hướng Rabotino vài km và đóng giữ suốt mùa đông có thể khiến quân Ukraine bị nhốt trong một nồi hầm mới. Nhà khoa học chính trị quân sự Nga Konstantin Sikov, tiến sĩ khoa học quân sự, người phụ trách chuyên mục của tạp chí Người đưa tin công nghiệp quân sự, đã cho biết Rabotino chẳng phải là một chiến quả đáng tự hào của Ukraine bởi họ đã mất mát quá nhiều và trong tương lai sẽ còn thiệt hại nhiều hơn nữa. Khi bình luận về tuyên bố của người đứng đầu phong trào quần chúng Japorohi, chúng tôi sắt cánh cùng nước Nga, là ông Vladimir Rogo về tình hình ở làng Rabotino. Chuyên gia Sikov đã nói với Ryan Novosti rằng quân Ukraine ở Rabotino đã chui vào chảo lửa. Ông cho biết tình hình ở Rabotino lặp lại câu chuyện với Piatikaki, nơi mà trên thực tế, quân Ukraine đã tự đưa mình vào chảo lửa và bị các đơn vị của Nga đè bẹp trong một thời gian khá dài. Điều tương tự cũng đã gặp ở hướng Nam Donetsk gần Urozhany và Staromaoski. Các lực lượng vũ trang Ukraine ở đó cũng đạt bước tiến rất tích cực ở vùng đồng bằng, nhưng kết quả là họ xa lầy trong các trận chiến sau đó, chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui khi lực lượng vũ trang Nga tiến hành phản công. Vị chuyên gia Nga khẳng định, khu vực Rabotino hoàn toàn có thể trở thành một chảo lửa hoặc nồi hầm mới đối với quân đội Ukraine. Nếu quân Nga tổ chức được ở đó thì quá tốt. Nguyên tắc tác chiến trong phòng thủ là tạo ra túi lửa để tiêu diệt nhân lực, trang thiết bị quân sự của địch. Là một trong những phương thức tác chiến hiệu quả nhất và có vai trò quyết định khiến quân địch suy sụp. Thực tiễn cuộc xung đột giữa lực lượng Ukraine với dân quân Donbass cũng đã cho thấy một số trào lửa hay nồi hầm kinh khủng như Ilovas 2014, Debasevo năm 2015 chính là nguyên nhân khiến cho Kiev buộc phải ký các thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2. Theo nhà khoa học chính trị quân sự Nga, Robotino là hướng quan trọng nhất trong cuộc phản công của Kiev ở phía nam. Nhờ đó lực lượng vũ trang Ukraine có hy vọng tiếp cận mắc sau đó tìm cách tiếp tục phát triển thế trận tấn công xuống phía nam. Tuy nhiên ông lưu ý là từ Robotino đến Tomsk vẫn còn một chặng đường rất dài với nhiều tuyến phòng thủ khác của Nga mà lực lượng của Kiev không thể vượt qua. Thế nhưng đơn giản là quân đội Ukraine lúc này không còn lựa chọn nào khác là buộc phải tiếp tục tiến từ Drabotino. Các chuyên gia quân sự phương Tây tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cố gắng tiến thêm vài km nữa để chiếm lấy các đỉnh cao và cố thủ qua mùa đông ở đó. Trên thực tế, quân đội Ukraine không thể tồn tại được trong một nút cổ chai hẹp theo hướng Tormak. Những vùng đất thấp được giải phóng gần Drabotino về cơ bản sẽ trở thành những trào lửa. Đối phương sẽ phải chịu tổn thất nặng nề trong suốt mùa đông. Không phải vô cớ mà trước cuộc phản công của Ukraine, khu vực này chỉ được quân Nga coi là các vùng xám ở tiền phương. Theo kế hoạch, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở Japorohi sẽ kéo dài đến giữa tháng 10, và sau đó những cơn mưa và đường xá lầy lội sẽ khiến họ phải dừng bước và rút lui về vị trí trước khi bắt đầu cuộc tấn công, vì việc tổ chức phòng thủ ở vài ngôi làng trong tầm đạn pháo của Nga là vô nghĩa. Ukraine tuyên bố không đàm phán hòa bình với Nga ngoại trưởng ukraine tuyên bố khả năng đàm phán hòa bình với nga sẽ không xảy ra trong tương lai gần trong cuộc trả lời phỏng vấn ngoại trưởng ukraine Dmytro kuleba tuyên bố rằng kiev không thể tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với tổng thống nga putin vì không tin tưởng nhà lãnh đạo nga ngoại trưởng ukraine cho rằng ngay cả khi lãnh đạo nga đưa ra lời hứa cũng không có gì đảm bảo ông sẽ giữ lời ông ấy không phải là một người mà bạn có thể đàm phán nghiêm túc về vấn đề nào đó ông kuleba nói Tổng thống Ukraine Zelensky vào hồi tháng 10 năm ngoái từng ký xác lệnh bác khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga. Ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải với ông Putin. Ngoại trưởng Kuliba cho rằng Ukraine càng thành công trên chiến trường, Nga càng sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, ông không thấy khả năng đàm phán với Nga trong thời gian tới. Ngoại trưởng Ukraine cũng bày tỏ sự thất vọng trước những lời chỉ trích gần đây từ các nước phương Tây rằng cuộc phản công của Ukraine không diễn ra được như kỳ vọng. Tổng thống Putin cho biết Nga không hề nhận được đề xuất nào về sáng kiến hòa bình mới liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 600 ngày qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nga trưng bằng chứng tố phương tây liên quan xung đột ukraine người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova nói moscow coi kế hoạch sản xuất vũ khí ở ukraine của phương tây là bằng chứng cho thấy có liên quan đến xung đột chúng tôi ghi nhận thông báo của một số nhà sản xuất vũ khí châu âu đặc biệt là kế hoạch rempen thủ đức và một công ty con của thụy điển thuộc bae system nhằm thiết lập hoạt động sản xuất phần cứng quân sự cho lực lượng vũ trang ukraine cũng như các hoạt động sửa chữa và bảo trì người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova nói Bà Zakharova nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy các ngành công nghiệp quốc phòng và các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự và hỗ trợ cho Ukraine. Theo bà Maria Zakharova, đại sứ quán Nga tại Đức và Thụy Điển đã gửi công hàm phản đối về kế hoạch của các công ty hai nước sản xuất vũ khí cho Ukraine. Bà cho rằng kế hoạch của các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây nhằm thu lợi từ những diễn biến này sẽ chỉ khiến tình hình ở Ukraine leo thang căng thẳng. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa nga và ukraine phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine để đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và phương Tây tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Nga xếp lốc ô tô lên máy bay chiến đấu để đánh lừa tên lửa Ukraina, hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ không quân quan trọng của Nga cho thấy một chiến thuật phòng thủ mới trong bối cảnh ngày càng xảy ra nhiều cuộc tấn công từ trên không đó là đặt lốp ô tô lên trên máy bay. Theo tờ Business Insider, trong những ngày qua, một số nhà quan sát đã phát hiện những mảng tối bất thường bao phủ phía trên máy bay quân sự tại căn cứ không quân Engel gần Saratov của Nga. Một tờ phân tích của The Drive đã kết luận rằng đây là những chiếc lốp ô tô được đặt lên máy bay để gây nhầm lẫn cho các tên lửa đang lao tới. Các lốp xe được đặt trên một phần thân máy bay và một số khu vực cánh máy bay ném bom Tu-95 và máy bay ném bom hạng nặng Tu-160. Không rõ liệu biện pháp này có hiệu quả hay không, nhưng nó trùng hợp với thông báo của Ukraine rằng họ đã sửa đổi tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune để tấn công các mục tiêu trên đất liền. Theo The Drive, lớp phủ bằng lốc ô tô có thể nhằm mục đích phá vỡ tín hiệu hồng ngoại của máy bay, vốn được tên lửa hành trình sử dụng để nhận dạng mục tiêu. Ông Stefan Wakin, một nhà nghiên cứu, tư vấn chuyên theo dõi máy bay và tàu chiến nhận định có vẻ như họ đang cố gắng làm tốt nhất có thể để bảo vệ thêm cho những chiếc máy bay ông cho rằng việc biện pháp này có hiệu quả hay không phụ thuộc vào đầu đạn trên tên lửa máy bay không người lái ngoài ra ông cũng cho rằng lốp xe có thể được sử dụng để ngăn các mảnh vỡ của vụ nổ trên máy bay xuyên vào máy bay một quan chức nato nói với cnn chúng tôi tin rằng biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ khỏi máy bay không người lái chúng tôi không biết liệu điều này có tác dụng gì hay không phía nga hiện chưa bình luận về thông tin trên lốp xe xuất hiện trên máy bay nga sau một đợt tấn công vào căn cứ không quân mà phần lớn là do máy bay không người lái thực hiện bộ quốc phòng anh đánh giá rằng nga có thể đang xem xét tổ chức lại toàn bộ hệ thống phòng không và có khả năng triển khai các biện pháp mới xung quanh các căn cứ không quân để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái ukraine phần lớn không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhưng đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái để đối phó với nga trước đó hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nga áp dụng các biện pháp bảo vệ cầu crom những bức ảnh vệ tinh chụp eo biển kích giữa bán đảo Kerch và nga cho thấy lực lượng nga đang nhấn chìm những chiếc phà quanh cầu dường như để bảo vệ cây cầu khỏi bị xuống không người lái của Ukraine tấn công. Theo tờ The New Voice of Ukraine, nhà nghiên cứu về lĩnh vực thông tin tình báo nguồn mở, ông Sustin đã đăng trên mạng xã hội các hình ảnh vệ tinh về cây cầu Crimea. Ông nói rằng những cây cầu này cho thấy Nga đã tạo ra rào chắn dưới nước để ngăn tiếp cận cây cầu Crimea từ phía tây. Các rào chắn này xuất hiện sau khi cầu Crimea bị tấn công bằng xuồng không người lái vào ngày 17 tháng 7. Trước đó, ngày 22 tháng 8, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng quân Nga đã lên kế hoạch nhấn chìm 6 phà để bảo vệ cây cầu Phía Ukraine nói, Nga định thiết lập một hàng rào cản bằng các phà chìm để bảo vệ cây cầu. Tình thế của Nga và Ukraine ở mặt trận nóng nhất hiện nay Ông Sergei Shoigu cho biết, Ukraine đã đưa các lữ đoàn được phương Tây huấn luyện để vào chiến đấu. Giao tranh ở khu vực đông nam Ukraine có thể là một trong những chìa khóa của cuộc xung đột nếu hệ thống phòng thủ của Nga sụp đổ ở đây, Ukraine có thể tiến về phía nam theo hướng bờ biển và có khả năng chia cắt lực lượng của Moscow làm đôi. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, lực lượng bộ binh hạng nhẹ của Ukraine đã vượt qua một số chiến hào chống tăng và các bãi mìn dày đặc, tạo thành hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga ở Japorizhia. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu chiến tranh chưa thể khẳng định liệu tuyến phòng thủ này bị xuyên thủng hoàn toàn hay chưa bởi không có phương tiện bọc thép hạng nặng nào của Ukraine xuất hiện trong khu vực. Ở phía nam, các lữ đoàn của Ukraine gần đây đã đạt được một số thành quả. Theo các quan chức Ukraine, kể từ khi bắt đầu cuộc phản công cách đây 3 tháng, Kiev đã tiến được 7 km ở Japorizhia. Quân đội nước này cũng vượt qua hệ thống công sự dày đặc của Nga vào tuần trước để giành lại làng Robotini. Đây là thành quả chiến thuật đáng kể đầu tiên của Ukraine ở khu vực này. Các lực lượng của Ukraine cũng đạt thêm tiến triển và củng cố các vị trí giành được. Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Paolo Kovachuk nói, nếu Ukraine tiến được 15 km từ Robotini, họ có thể đặt các tuyến vận chuyển của Nga trong tầm bắn và có khả năng làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Moscow, các nhà quan sát quân sự nhận định. Ukraine đang tiến công mà không có sự bảo vệ trên không, khiến cho việc đạt được tiến triển khó khăn hơn và chậm hơn trong khi Nga chủ động tấn công ở Đông Bắc để làm suy yếu các lực lượng của Ukraine và ngăn họ triển khai tới phía Nam. Nga hạ máy bay không người lái Ukraine đưa ra cáo buộc mới Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay cho hay quân đội Ukraine đã cố tấn công các cơ sở hạ tầng ở Nga bằng máy bay không người lái có cánh cố định, nhưng đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên khu vực Bryansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào khoảng 23 giờ 40 phút theo giờ Moscow ngày 5 tháng 9, Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cánh cố định nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga nhưng đã thất bại. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết về thương vong hay thiệt hại trong vụ việc. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không của nước này cũng đã chặn một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Bengorod. Vào hôm 5 tháng 9, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái của Úc để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản hồi câu hỏi của tờ Sydney Morning Herald của Úc tuần trước rằng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái của Úc để tấn công một sân bay ở thành phố Kursk, Nga. Bà Zakharova cáo buộc chính phủ Úc đang ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cam kết với quân đội ở tiền tuyến sẽ có thêm nguồn cung cấp và vũ khí khi mùa đông đến gần. Trước đó xuất hiện nhiều thông tin Ukraine thiếu đạn dược và Tổng thống nước này tăng cường kêu gọi mua vũ khí cũng như đạn dược mới từ phương Tây trong những tháng qua. Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố vỡ nợ Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố vỡ nợ, ngừng mọi tiêu chí không thiết yếu. Hội đồng thành phố Birmingham, nơi cung cấp dịch vụ cho hơn 1 triệu dân, đã tuyên bố vỡ nợ, ngừng tất cả chi tiêu ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Tuyên bố được đưa ra sau khi thành phố này được yêu cầu thanh toán các khoản lương bằng nhau với tổng giá trị lên tới 760 triệu bảng Anh, khoảng 956 triệu USD. Thâm hụt ngân sách tài khóa 2023-2024 của Birmingham được dự đoán ở mức 87 triệu bảng Anh, tương đương với 109 triệu USD. Sharon Thompson, một quan chức hội đồng thành phố Birmingham, nói với các thành viên trong hội đồng rằng họ đang phải đối mặt với các vấn đề trong dài hạn, trong đó có trách nhiệm chi trả lương ngang nhau. Quan chức này cũng đổ lỗi một phần cho đảng bảo thủ cầm quyền của Anh và nói rằng Birmingham đã bị các chính phủ đảng bảo thủ liên tiếp lấy mất một tỷ bảng Anh tài trợ. Giống các hội đồng khác trên khắp đất nước, rõ ràng chúng ta đang phải đối mặt với các thách thức tài chính chưa từng thấy do sự gia tăng lớn về nhu cầu phúc lợi và sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu của doanh nghiệp cũng như tác động của lạm phát, bà nhấn mạnh. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm qua nói với báo chí rằng các chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý ngân sách của mình và đảm bảo sử dụng tốt nhất tiền thuế của người dân. Sự chia sẻ ngày càng sâu sắc hơn của các quốc gia liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được cho là có nguy cơ lấn át các vấn đề nóng khác như an ninh lương thực, khủng hoảng nợ nần và hợp tác toàn cầu về biến đổi khí hậu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới. Chiến sự Ukraine, sự vắng mặt của ông Putin, Tập Cận Bình có tác động gì đến Hội nghị G20 sắp tới? Lãnh đạo các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này ở New Delhi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20. Người đại diện Trung Quốc tham dự G20 lần này là Thủ tướng Lý Cường chứ không phải Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi Nga cũng xác nhận sự vắng mặt của Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị, điều đó có nghĩa là hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 sẽ do phương Tây và các đồng minh chi phối. Các nhà lãnh đạo G20 sẽ tham dự, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi và Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản. Các nhà phân tích cho biết, một hội nghị thượng đỉnh thất bại sẽ bộc lộ những hạn chế trong hợp tác giữa các cường quốc phương Tây và ngoài phương Tây, đồng thời thúc đẩy các nước tham gia các nhóm mà họ cảm thấy thoải mái hơn. Ông Michel Kugeman, Giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Winston ở Washington bình luận, để giải quyết các mối đe dọa toàn cầu, việc các nước chia sẻ thành các khối phương Tây và phi phương Tây không phải là điều mà bạn mong muốn, Ấn Độ bị đẩy vào thế khó, việc G20 không đạt được sự đồng thuận cũng sẽ làm tổn hại đến uy tín ngoại giao của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đang cố gắng củng cố vị thế của New Delhi với tư cách là cường quốc kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo của Nam bán cầu. Nếu hội nghị thượng đỉnh G20 thất bại, New Delhi và đặc biệt là ông Modi sẽ phải chịu một thất bại lớn về ngoại giao và chính trị. Ông Kugeman bình luận Ấn Độ, quốc gia không lên án việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, bất chấp áp lực từ phương Tây, sẽ phải thuyết phục khối đồng ý với một tuyên bố chung, cái gọi là tuyên bố của các nhà lãnh đạo, hoặc chấp nhận để G20 kết thúc mà không có thông cáo chung lần đầu tiên kể từ năm 2008. Các lập trường đã trở nên cứng rắn hơn kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Bali. Nga và Trung Quốc đã củng cố lập trường của mình và việc đạt được sự đồng thuận sẽ rất khó khăn. Một quan chức cấp cao của chính phủ Ấn Độ nói với Reuters đề cập đến hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2022 được tổ chức tại Indonesia tại Bali, tổng thống Indonesia Joko Widodo đã may mắn có được tuyên bố chung của khối vào phút cuối một quan chức chính phủ khác cho biết Ấn Độ đang hy vọng rằng các nhà lãnh đạo có thể một lần nữa đạt được sự đồng thuận vào phút cuối, dù điều này được cho là sẽ khó có khả năng xảy ra. Ngoại trưởng Mỹ thăm Kiev, Thủ tướng Campuchia nói về chiến sự ở Ukraine. Truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến thăm Kiev vào thứ Tư ngày 6 tháng 9. Phía Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về chương trình chuyến thăm của ông Blinken và những vấn đề mà người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ dự định thảo luận với lãnh đạo Ukraine. Trước đó, ông Blinken đến thăm Ukraine lần cuối vào tháng 9 năm 2022. Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 ở Jakarta, Indonesia rằng tất cả các quốc gia, bằng cách này hay cách khác, đều cảm nhận được tác động của cuộc xung đột Ukraine do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Ông kêu gọi các bên giải quyết xung đột một cách hòa bình. Chúng tôi tin chắc chiến sự không thể kết thúc bằng biện pháp quân sự. Hòa bình và thịnh vượng thực sự chỉ có thể đạt được thông qua giải quyết xung đột bằng đối thoại và tham vấn với cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi. Ông Hun Manet nói thêm. Đức giao lô đạn pháo mới cho tổ hợp Gepard. Bộ Quốc phòng Đức cho biết một lô đạn pháo cỡ nòng 35 mm mới được thiết kế cho pháo phòng không tự hành Gepard đã được chuyển từ Đức đến Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Ukraine cần hệ thống phòng không và đạn dược. Đến cuối năm nay, 40.000 quả đạn pháo sẽ được sản xuất và chuyển giao đến Kiev, ông Pistorius nói. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!